Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi: thấy hoa tòa rồi kế nên tưởng Phật. Tại sao vậy? Vì chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào khắp trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Nên lúc các người tâm tưởng Phật, tâm ấy tức là 32 tướng, 80 tùy hình hảo, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Chư Phật chánh biến tri hải từ tâm tưởng sanh. Vì vậy nên nhất tâm buộc niệm quán kỹ Đức Phật ấy. Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Người muốn tưởng Đức Phật ấy, trước nên tưởng hình tượng. Thấy một biểu tượng màu như vàng diêm phù đàn ngồi trên hoa tòa kia. Thấy tượng Phật ngồi rồi, tâm nhãn được khai thông, tỏ rõ phân minh, thấy quốc độ Cực Lạc, thất bửu trang nghiêm, đất báo, ao báo, cây báo bày hàng. Màn lưới báo cõi trời giăng che phía trên, các màn lưới báo đầy khắp hư không. Thấy sự như vậy khiến rất rõ ràng, như thấy trong lòng bàn tay. Thấy sự ấy rồi lại nên tưởng một hoa sen lớn ở bên tả tượng Phật như trước không khác, rồi lại tưởng một hoa sen lớn như trước ở bên hữu tượng Phật, rồi tưởng một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi tòa sen bên tả cũng kim sắc như trước, rồi tưởng một tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi tòa sen bên hữu. Lúc pháp tưởng này thành rồi, tượng Phật và tượng Bồ Tát đều phóng ánh sáng. Ánh sáng ấy kim sắc chiếu những bửu thọ. Dưới mỗi mỗi bửu thọ đều có ba tòa hoa sen, tượng Phật và tượng hai Bồ Tát ngồi trên ấy. Như vậy khắp cả quốc độ Cực Lạc. Lúc pháp tưởng này đã thành, hành giả nên nghe nước chảy, ánh sáng, các bửu thọ, những chim cưu nhạn nguyên ương đều diễn nói diệu pháp. Lúc xuất định, lúc nhập định luôn nghe diệu pháp. Pháp được nghe trong định, lúc xuất định nhớ giữ, chẳng bỏ, phải khế hiệp với lời trong kinh. Nếu chẳng hiệp thì gọi là vọng tưởng, nếu hiệp thì gọi là thô tưởng, thấy Cực Lạc thế giới. Đây là tượng tưởng, gọi là pháp quán thứ 8. Pháp quán này trừ được vô lượng ức kiếp, tội sanh tử. Nơi thân hiện tại được niệm Phật Tam Muội. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi: kế lại nên quán Phật vô lượng thọ thân tướng quang minh. A Nan phải biết Phật vô lượng thọ thân như trăm ngàn muôn ức sắc vàng diêm phù đàn trời dạ ma. Thân Phật cao 60 muôn ức na do tha, hằng hà sa do tuần, bạch hào giữa hai mày, xoay bên hữu uyển chuyển như năm tòa núi Tu Di. Mắt Phật như bốn đại hải xanh biếc và trắng phân minh. Các lỗ lông nơi thân Phật phóng ánh sáng ra như núi Tu Di. Viên quang của Phật ấy như trăm ức đại thiên thế giới. Trong viên quang ấy có trăm vạn ức na do tha hằng hà sa quá Phật. Mỗi mỗi quá Phật cũng có đông nhiều vô số quá Bồ Tát làm thị giả. Thân Phật vô lượng thọ có 8 vạn 4 ngàn tướng. Trong mỗi mỗi tướng đều riêng có 8 vạn 4 ngàn tùy hình hảo. Trong mỗi mỗi hình hảo còn có 8 vạn 4 ngàn quang minh. Mỗi mỗi quang minh chiếu khắp thập phương thế giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ sót. Quang minh tướng hảo và quá Phật ấy chẳng thể nói đủ hết, chỉ nên nhớ tưởng khiến tâm nhãn được thấy. Thấy sự ấy liền thấy thập phương tất cả chư Phật. Vì thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật Tam Muội. Quán tưởng đây gọi là quán thân tất cả Phật. Vì quán thân Phật nên cũng thấy tâm Phật. Phật tâm là đại từ bi tâm, dùng từ vô duyên nhiếp thọ các chúng sanh. Người tu quán này bỏ thân đời khác, sanh trước chư Phật được vô sanh dẫn. Vì vậy nên người trí phải buộc niệm quán kỹ vô lượng thọ Phật. Người quán vô lượng thọ Phật từ một tướng hảo mà vào. Chỉ quán lông trắng giữa hai mày khiến rất tỏ rõ. Được thấy lông trắng ấy rồi thì 8 vạn 4 ngàn tướng hảo tự nhiên sẽ hiện. Thấy Phật vô lượng thọ liền thấy vô lượng chư Phật mười phương. Vì thấy vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Đây là khắp quán tướng tất cả sắc thân Phật, gọi là pháp quán thứ 9. Quán như đây gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi: đã thấy vô lượng thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế cũng nên quán Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát này thân cao 80 vạn ức na do tha do tuần, thân màu tử kim, đỉnh có nhục kế, cổ có diên quang, mỗi phương diện đều trăm ngàn do tuần. Trong diên quang có 500 quá Phật như Thích Ca Mâu Ni. Mỗi mỗi quá Phật có 500 quá Bồ Tát và vô lượng chư thiên làm thị giả.
trong ánh sáng toàn thân hiện tất cả sắc tướng của chúng sanh trong ngũ đạo. Trên đỉnh có thiên quang bằng Tỳ Lăng Già Mani Bửu. Trong thiên quang có một quả Phật đứng cao 25 do tuần, mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát như màu vàng diêm phù đàn, lông trắng giữa hai mày đủ màu thất bửu chiếu ra 84.000 thứ ánh sáng. Mỗi mỗi ánh sáng có vô lượng vô số trăm ngàn quả Phật. Mỗi mỗi quả Phật có vô số quả Bồ Tát làm thị giả biến hiện tự tại khắp thập phương thế giới. Cánh tay màu như hoa sen hồng, có 80 ức ánh sáng di diệu làm chuỗi đeo. Trong chuỗi đeo ánh sáng ấy khắp hiện tất cả sự trang nghiêm. Bàn tay màu 500 ức hoa sen đẹp. Bàn tay 10 đầu ngón, mỗi mỗi đầu ngón có 84.000 lằn dường như ấn văn. Mỗi mỗi lằn có 84.000 màu. Mỗi mỗi màu có 84.000 ánh sáng. Ánh sáng ấy mềm dịu chiếu khắp tất cả. Bồ Tát dùng tay báo này tiếp dẫn chúng sanh. Lúc Bồ Tát cất chân lên, dưới lòng bàn chân có tướng thiên bước luân tự nhiên hóa thành 500 ức đài quang minh. Lúc để chân xuống có hoa kim cương mani rải rác tất cả, không chỗ nào là chẳng đầy khắp. Các tướng khác nơi thân Bồ Tát đầy đủ những hình hảo như thân Phật không khác, chỉ có dục kế trên đỉnh và vô kiến đảnh tướng chẳng bằng Thế Tôn. Đây là tướng sắc thân chân thiệt của Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi là pháp quán thứ 10. Nếu người muốn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát nên tu quán ấy. Tu quán ấy thì chẳng gặp các tai họa, trừ sạch nghiệp chướng, trừ tội sanh tử trong vô số kiếp. Quan Thế Âm Bồ Tát ấy chỉ nghe danh hiệu còn được phước vô lượng, huống là quán kỹ. Nếu người muốn quán Quan Thế Âm Bồ Tát thì trước quán nhục kế, sau quán thiên quang. Các tướng khác cũng theo thứ tự và quán kỹ đều phải tỏ rõ như nhìn trong bàn tay. Quán như đây gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán. Kế đó quán Đại Thế Chí Bồ Tát. Bồ Tát này thân lượng lớn nhỏ đều đồng như Quan Thế Âm Bồ Tát. Diêm quang mỗi mặt đều 125 do tuần, chiếu 250 do tuần. Ánh sáng toàn thân chiếu thập phương quốc độ màu tử kim. Chúng sanh có duyên thấy đều được thấy. Chỉ thấy ánh sáng một lỗ lông của Bồ Tát này liền thấy quang minh tịnh diệu vô lượng chư Phật mười phương. Vì vậy nên đặt hiệu Bồ Tát này là Vô Biên Quang. Dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp tất cả, khiến lìa tam đồ được vô thượng lực, nên Bồ Tát này có tên là Đại Thế Chí. Thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 hoa báo, mỗi mỗi hoa báo có 500 đài báo. Trong mỗi mỗi đài, tướng dài ngắn của quốc độ thanh tịnh di diệu chư Phật mười phương đều hiện rõ. Nhục kế trên đỉnh như hoa bát đầu ma. Trên nhục kế có một bình báo đựng các ánh sáng khắp hiện Phật sự. Các thân tướng khác như Quan Thế Âm không khác. Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát đi, thập phương thế giới tất cả chấn động. Đường lúc đất động có 500 ức hoa báo, mỗi mỗi hoa báo trang nghiêm cao rõ như cực lạc thế giới. Lúc Bồ Tát này ngồi, quốc độ thất bửu đồng thời dao động. Từ hạ phương kim quang Phật thế giới nhận đến thượng phương quang minh dương Phật thế giới. Trong khoảng giữa ấy vô lượng vô số phân thân vô lượng thọ Phật, phân thân Quan Thế Âm Bồ Tát, phân thân Đại Thế Chí Bồ Tát, thảy đều dân tập cực lạc thế giới chật đầy hư không, ngồi tòa liên hoa diễn nói diệu pháp độ khổ chúng sanh. Tu pháp quán này gọi là quán thấy Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là quán thấy tướng sắc thân thiệt Đại Thế Chí, gọi là pháp quán thứ 11. Quán Đại Thế Chí Bồ Tát trừ vô số kiếp, vô số tội sinh tử. Người tu quán này chẳng còn ở bào thai, thường du hành quốc độ thanh tịnh như diệu chư Phật. Pháp quán này thành rồi gọi là đầy đủ quán Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Lúc thấy sự ấy rồi nên khởi tự tâm sanh nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong hoa sen ngồi kiết già. Tưởng hoa sen búp lại, tưởng hoa sen nở ra. Lúc hoa sen nở có ánh sáng 500 màu chiếu đến thân. Tưởng mắt mở ra thấy Phật và Bồ Tát đầy cả hư không. Nước, chim, cây rừng cùng chư Phật phát ra âm thanh, đều diễn nói diệu pháp hiệp giới 12 bộ kinh. Lúc xuất định nhớ giữ không mất. Thấy sự đầy rồi gọi là thấy vô lượng thọ Phật cực lạc thế giới. Đây là phổ quán tưởng, gọi là pháp quán thứ 12. Vô lượng thọ Phật hóa thân vô số cùng Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát.
thường đến chỗ hành nhân ấy. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi: Người muốn chí tâm sẽ cực lạc thế giới, trước nên quán tượng Phật Vô Lượng Thọ cao 1 trượng 6 xích ở trên mặt nước ao báo. Như trước đã nói, Vô Lượng Thọ Phật thân lượng vô biên, chẳng phải tâm lực của phàm phu kịp được. Nhưng do nguyện lực đời trước của Đức Như Lai ấy, nên ai có tâm nhớ tưởng thì ắt được thành tựu. Chỉ tưởng tượng Phật được phước vô lượng, huống là quán đủ thân tướng của Phật. A Di Đà Phật thần thông như ý, nơi 10 phương quốc độ biến hiện tự tại, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, hoặc hiện thân nhỏ 1 trượng 6 xích, hoặc là 8 xích. Thân hình Phật hiện ra đều màu chân kim, viên quang hóa Phật và hoa sen báo như đã nói ở trên. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát ở tất cả xứ thân đồng với chúng sanh, chỉ quán tưởng trên đầu biết là Quan Thế Âm hay Đại Thế Chí. Hai đại Bồ Tát ấy trợ Phật A Di Đà khắp quá độ tất cả. Đây là tạp tưởng quán, gọi là pháp quán thứ 13. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi: Người sanh cực lạc thế giới, bậc thượng phẩm thường sanh ấy, nếu có chúng sanh nguyện sanh cực lạc thế giới, phát 3 thứ tâm liền được giảng sanh. Những gì là 3 tâm? 1 là chí thành tâm, 2 là thâm tâm, và 3 là hồi hướng phát nguyện tâm. Người đủ 3 tâm này ắt sanh cực lạc thế giới. Còn có 3 hạng chúng sanh sẽ được giảng sanh. Những gì là 3 hạng? 1 là từ tâm bất sát đủ các giới hạnh, 2 là đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa, 3 là tu hành lục niệm hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cực lạc. Người đủ các công đức này từ 1 ngày đến 7 ngày liền được giảng sanh. Lúc sanh về nước ấy, vì người này tinh tiến dũng mãnh, nên A Di Đà Như Lai cùng Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số quá Phật, 10.000 tỳ kheo thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên, cung điện 7 báo, Quan Thế Âm Bồ Tát cầm đài kim cương cùng Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước hành nhân. A Di Đà Phật phóng đại quang minh chiếu thân hành giả cùng các Bồ Tát trao tay nghinh tiếp. Quan Thế Âm, Đại Thế Chí cùng vô số Bồ Tát tán thán hành giả, khuyến khích sách tiến tâm hành giả. Hành giả thấy rồi quan hỷ dũng dứt, tự thấy thân mình ngồi đài kim cương đi theo sau Phật, như khoảng khẩy ngón tay giảng sanh nước cực lạc. Sanh nước cực lạc rồi, thấy sắc thân Phật A Di Đà đầy đủ các tướng, thấy chư Bồ Tát sắc tướng đầy đủ, quang minh cây rừng báo diễn nói diệu pháp, nghe rồi liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Trong thời gian giây lát đi khắp thập phương thế giới kính thờ chư Phật, ở trước chư Phật thứ đề thọ ký, trở về bổn quốc được vô lượng 10.000 môn đà la ni. Đây gọi là người thượng phẩm thượng sanh. Người thượng phẩm trung sanh ấy, người này bất tất thọ trì đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa, chỉ khéo hiểu nghĩa thú, nơi đệ nhất nghĩa tâm chẳng kinh động, thâm tính nhân quả chẳng quỷ bán đại thừa, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Người có công hạnh như vậy, lúc lâm chung, A Di Đà Phật cùng Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng vây quanh, cầm đài tử kim đến trước hành giả khen rằng: Này pháp tử, người hành đại thừa hiểu đệ nhất nghĩa, nên nay ta đến nghinh tiếp ngươi. Đức Phật A Di Đà cùng ngàn quá Phật đồng thời trao tay. Hành giả ấy tự thấy mình ngồi đài tử kim, chắp tay xếp cánh tán thán chư Phật, như khoảng một niệm liền sanh nước cực lạc trong ao thất bửu. Đài tử kim ấy như hoa sen lớn, qua một đêm liền nở. Thân hành giả màu vàng tử ma, dưới chân cũng có hoa sen 7 báo. Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang chiếu thân hành giả, mắt liền mở sáng. Nhân túc tập trước nên khắp nghe các âm thanh thuần nói thầm thâm đệ nhất nghĩa đế. Hành giả ấy liền xuống kim đài lạy Phật, chắp tay tán thán Thế Tôn. Qua 7 ngày liền được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, liền có thể bay đi đến khắp 10 phương kính thờ chư Phật, ở trước chư Phật tu các tam muội, qua một tiểu kiếp được vô sanh dẫn hiện tiền thọ ký. Đây gọi là người thượng phẩm trung sanh vậy. Người thượng phẩm hạ sanh ấy, người này cũng tin nhân quả, chẳng quỷ bán đại thừa, chỉ phát tâm vô thượng Bồ Đề, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Hành giả ấy lúc lâm chung, A Di Đà Phật cùng Quan Thế Âm, Đại Thế Chí và chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng quá làm 500 Phật đến trước. 500 quá Phật đồng thời trao tay khen rằng:
Này Pháp tử, nay ngươi thanh tịnh phát tâm vô thượng Bồ đề, ta đến rước ngươi. Hành giả lúc thấy sự ấy, liền tự thấy thân mình ngồi kim liên quan. Ngồi rồi, qua búp lại, theo sau Phật, liền được giảng sanh cực lạc thế giới trong ao thất bửu. Qua một ngày một đêm, kim liên quan mới nở. Qua bảy ngày mới được thấy Phật. Dầu thấy thân Phật mà chẳng thấy tỏ rõ các tướng hảo. Sau 21 ngày mới thấy rõ hết, nghe các âm thanh đều diễn diệu pháp. Đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, ở trước chư Phật nghe thầm thâm pháp. Qua ba tiểu kiếp được bá pháp minh môn, trụ bực quan hỷ địa. Đây gọi là người thượng phẩm hạ sanh vậy. Đây gọi là pháp tưởng hàng thượng phẩm giảng sanh, gọi là pháp quán thứ 14. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, người trung phẩm thượng sanh ấy, nếu có chúng sanh thọ trì ngũ giới, trì bát giới trai, tu hành các giới chẳng tạo ngũ nghịch, không có các tội lỗi, đem thiện căn này nguyện cầu sanh cực lạc thế giới, hành giả lúc lâm chung, A Di Đà Phật cùng các tỳ kheo quyến thuộc dây quanh phóng ánh sáng kim sắc đến chỗ hành giả, diễn nói khổ không vô thường vô ngã, tán thán xuất gia được lìa các sự khổ. Hành giả thấy rồi lòng rất vui mừng, tự thấy thân mình ngồi đài liên hoa, quỳ dài chắp tay đảnh lễ Phật. Lúc chưa cất đầu lên liền được giảng sanh cực lạc thế giới. Liên hoa liền nở. Lúc hoa sen nở, nghe các âm thanh tán thán tứ đế, liền được A La Hán đạo tam minh lục thông đủ bát giải thoát. Đây gọi là người trung phẩm thượng sanh vậy. Người trung phẩm trung sanh ấy, nếu có chúng sanh hoặc một ngày một đêm trì bát giới trai, hoặc một ngày một đêm trì giới sa di, hoặc một ngày một đêm trì cụ túc giới oai nghi không kém thiếu, đem công đức này hồi hướng nguyện cầu sanh tây phương cực lạc thế giới. Do giới hư quân tu, hành giả này lúc lâm chung thấy A Di Đà Phật cùng các quyến thuộc phóng kim sắc quang cầm mửu liên hoa đến trước hành giả. Hành giả tự nghe hư không có tiếng khen rằng: Này thiện nam tử, như người hàng thiện nhân tùy thuận lời dạy tam thế chư Phật nên ta đến trước. Hành giả tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen, hoa sen liền búp lại sanh trong ao báo tây phương cực lạc thế giới. Qua bảy ngày liên hoa mới nở. Qua nở rồi mở mắt chắp tay tán thán Thế Tôn, nghe pháp quan hỷ được quả Tu Đà Hoàng, qua nửa kiếp thành bậc A La Hán. Đây gọi là người trung phẩm trung sanh vậy. Trung phẩm hạ sanh ấy, nếu có thiện nam thiện nữ hiếu dưỡng cha mẹ, làm việc nhân từ thế gian, người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, vì họ mà nói rộng những sự vui nơi quốc độ Phật A Di Đà, cũng nói 48 nguyện của pháp tạng tỳ kheo, nghe rồi liền chết. Ví như khoảng thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay, liền được giảng sanh tây phương cực lạc thế giới. Qua bảy ngày gặp Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, nghe pháp quan hỷ được quả Tu Đà Hoàng, qua một tiểu kiếp thành A La Hán. Đây gọi là người trung phẩm hạ sanh vậy. Đây gọi là pháp tưởng hàng trung phẩm giảng sanh, gọi là pháp quán thứ 15. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, người hạ phẩm thường sanh ấy, hoặc có chúng sanh tạo những nghiệp ác, người ngu như vậy, dầu chẳng quỷ bán kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa mà tạo nhiều việc ác không có tạm quý, người này lúc lâm chung gặp thiện tri thức, vì họ mà nói 12 bộ kinh Đại Thừa danh tự đầu đề, do nghe tên các kinh như vậy dứt trừ ngàn kiếp ác nghiệp cực trọng. Trí giả lại bảo chắp tay xếp cánh xưng Nam Mô A Di Đà Phật, do xưng danh hiệu Phật nên trừ 50 ức kiếp tội sanh tử. Lúc ấy Phật A Di Đà liền sai quá Phật quá Quan Thế Âm quá Đại Thế Chí đến trước hành giả khen rằng: Này thiện nam tử, vì ngươi xưng danh hiệu Phật, các tội tiêu diệt, ta đến rước ngươi. Nghe nói lời ấy rồi, hành giả liền thấy quang minh của quá Phật chiếu sáng cả nhà, thấy rồi quan hỷ mạng chung, ngồi bửu liên hoa theo sau quá Phật sanh trong ao báo cực lạc thế giới. Qua 49 ngày, hoa sen báo mới nở. Đừng lúc hoa nở, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát phóng đại quang minh đứng trước người ấy, vì người ấy nói thầm thâm thập nhị bộ kinh. Người ấy nghe rồi tin hiểu phát vô thượng đạo tâm, qua 10 tiểu kiếp đủ bá pháp minh môn, được nhập bậc sơ địa. Đây gọi là người hạ phẩm thường sanh vậy. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi, người hạ phẩm trung sanh ấy, hoặc có chúng sanh quỷ phạm ngũ giới bát giới
và cùng túc giới. Người ngu này trộm của vật tăng kỳ, trộm của vật hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, không có tàm quý, dùng các ác nghiệp để tự trang nghiêm. Người tội dưới đây do nghiệp ác phải đọa địa ngục. Lúc lâm chung, các lửa địa ngục đồng thời hiện đến. Gặp thiện tri thức, vì lòng đại từ bi, vì người ấy mà khen nói thập lực quay đức của Đức Phật A Di Đà, trọng khen quang minh thần lực của Đức Phật A Di Đà, cũng tán dương giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Người ấy nghe rồi trừ 80 ức kiếp tội sinh tử, lửa mạnh địa ngục biến thành gió mát, thổi các thiên hoa bay đến. Trên hoa đều có quá Phật, quá Bồ Tát tiếp trước người ấy. Trong khoảng một niệm liền được sanh trong hoa sen nơi ao báo cực lạc thế giới. Qua 6 kiếp hoa sen mới nở, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng phạm âm thanh an quý người ấy. Vì người ấy mà nói kinh điển Đại Thừa thầm thâm. Nghe pháp ấy rồi, người ấy liền phát tâm vô thượng đạo. Đây gọi là người hạ phẩm trung sanh vậy. Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hy: người hạ phẩm hạ sanh ấy, hoặc có chúng sanh tạo nghiệp bất thiện, ngũ nghịch, thập ác, đủ các bất thiện, người ngu như vậy do ác nghiệp phải đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp thọ khổ vô cùng. Người ngu ấy lúc lâm chung gặp thiện tri thức, dùng nhiều lời an quý, vì nói diệu pháp, dạy bảo niệm Phật. Người ấy bị khổ bức, không rảnh niệm được. Thiền hữu bảo rằng: nếu người chẳng thể niệm Phật kia được, thì ngươi nên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Như vậy chí tâm khiến tiếng xưng danh chẳng dứt đủ 10 niệm. Nên xưng như vậy: Nam Mô A-di-đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm trừ 80 ức kiếp tội sinh tử. Lúc màn chung thấy kim liên hoa dường như mặt nhật trụ trước người ấy, như khoảng một niệm liền được giảng sanh cực lạc thế giới. Ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp, hoa sen ấy mới nở. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh đại bi, vì người ấy diễn nói thiệt tướng các pháp, nói pháp diệt trừ tội. Người ấy nghe pháp rồi rất vui mừng, liền phát tâm vô thượng bồ đề. Đây gọi là người hạ phẩm hạ sanh. Đây gọi là pháp tưởng hạng hạ phẩm giảng sanh, gọi là pháp quán thứ 16 vậy. Quốc Thái Phu Nhân Di Đề Hy cùng 500 thị nữ nghe lời Đức Phật nói về 16 pháp quán ấy, liền lúc đó thấy tướng rộng lớn cực lạc thế giới, thấy được sắc thân Phật A Di Đà và hai Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, lòng rất hoan hỷ, khen chưa từng có. Di Đề Hy quát nhiên đại ngộ, được vô sinh nhẫn. 500 thị nữ phát tâm vô thượng bồ đề, nguyện sanh cực lạc thế giới. Đức Thế Tôn thọ ký đều sẽ giảng sanh. Sanh nước cực lạc rồi, được chư Phật hiện tiền tam muội, còn có vô lượng chư thiên phát tâm vô thượng đạo. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này sẽ gọi tên là gì? Pháp yếu này sẽ thọ trì thế nào? Đức Phật nói: này A Nan, kinh này tên Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng có tên là Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sanh Chư Phật Tiền. Ông nên thọ trì như vậy, chớ để quên mất. Người hành tam muội này thì thân hiện đời được thấy vô lượng thọ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Nếu thiện nam thiện nữ chỉ nghe danh hiệu Phật A Di Đà, nghe danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát, thì trừ vô lượng kiếp tội sinh tử, huống là nhớ niệm. Nếu là người niệm Phật, nên biết người ấy là Hoa Phân Đà Lợi trong loài người. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là thắng hữu của người ấy. Người ấy sẽ ngồi đạo tràng sanh vào nhà chư Phật. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: này A Nan, ngươi phải trì lời này cho tốt. Người trì lời này tức là trì danh hiệu vô lượng thọ Phật. Phật nói kinh này rồi, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan và Di Đề Hy cùng thị nữ quyến thuộc nghe lời Đức Phật dạy, tất cả đều rất vui mừng. Bấy giờ Đức Thế Tôn chân đi trên hư không trở về núi Kỳ Xà Quật. Tôn giả A Nan vì đại chúng nói rộng sự ấy, vô lượng chư thiên long bát bộ nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, lạy Phật lui ra. Pháp hội quán vô lượng thọ Phật thứ 62 hết.